TV 256 lần nữa xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 6 tới tháng 10 năm 2018, vào lúc 6 giờ 39 chiều ở bên Mỹ, thì bên Việt Nam đó là 5 giờ 39 sáng. Ngày 7 tháng 10 năm 2018. Và hôm nay thì TV 256 muốn trình bày với quý vị về một cái đề tài có tên gọi là tội ác của tên Nguyễn Phú Trọng đối với dân tộc Việt Nam. Thì trước khi nó vào cái đề tài đó thì TV muốn cho quý anh chị em nghe cái nhạc hiệu của channel TV 256 nha. Mời quý anh chị em lắng nghe nhé. Và có thể TV muốn chia sẻ một chút xíu về về cái nhạc hiệu này. Thì trong cái phần nhạc hiệu thì chúng ta thấy có cái hình của cô Sướng Ngôn Viên ở đài VTV1. Thì chúng ta nhớ lại vào ngày 14 tây tháng 10 đó, năm 2011, là lúc đó đó, cái thời điểm đó là ông Nguyễn Phú Trọng ổng đi sang Tàu để mà ổng ký 15 cái văn kiện mà chúng ta gọi là bán nước, là mang những cái điều lợi cho cái nước Tàu. Thì trong lúc mà ổng ở bên Tàu thì ở bên đây ngay cái đài VTV1 đó lại có Sướng Ngôn Viên và đưa ra những cái hình ảnh của lá cờ năm ngôi sao nhỏ và một ngôi sao lớn, chúng ta gọi là cờ 6 sao đấy. Thì coi như đó là một cái ẩn dụ là Việt Nam thuộc về nước Tàu. Đó là điều mà chúng ta muốn muốn bàn tới. Sự thật đó thì mình thấy ông Nguyễn Phú Trọng đó, ổng rất là thân với Tàu, nó rõ ràng như vậy. Thành ra nó mới có cái vụ mà cái cờ 6 ngôi sao mà bạn thấy ở trên đài VTV1. Ai là tác giả của lá cờ 6 sao như vậy thưa các bạn? Đó là Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng là tác giả của lá cờ 6 sao đó. Mà TV nghĩ tại vì ổng là một cái người mà quyền hành nữa là trên hết, giống như một cái ông vua, giống như một cái ông vua của một nước. Thì không có ai mà có quyền hành mà có thể mà dám mà để một cái 6 sao như vậy. Tại vì 6 sao đó người ta nghĩ ngay đó là một cái hành động bán nước. Mình muốn trở thành nữa là một trong cái quốc gia nhỏ của Tàu, giống như người ta nói là Mông Hồi Mãn Tạng, bây giờ thêm một cái là Việt Nam nữa, trở thành một cái quốc gia chư hầu của Tàu. Đó, thì mình muốn chia sẻ cái điểm đó ở trong cái nhạc hiệu của channel TV 256. Đó, quý anh chị em thấy rõ đây là cái hình ảnh mà của những em bé Việt Nam cầm những cái lá cờ 6 ngôi sao. Cái đó là hình, đó là sự thật của Reuters đó. Reuters là hãng thông tấn ở bên Anh, thì họ chụp được những cái tấm hình này đó. Quý anh chị em thấy rất là rõ nha, cái đó không có thể nào mà dối gạt được hết á, không có cái vụ mà Photoshop đâu thưa quý anh chị em. Cái mấy em đó cầm những cái cờ 6 ngôi sao để mà đón Tập Cận Bình, Tập
Tập Cận Bình lúc đó chỉ là phó chủ tịch nước của Tàu thôi. Đó, cái hình vừa qua đó là thì quý vị thấy cái đó là cô cổ vừa là ca sĩ và vừa cổ là nhạc sĩ mà sáng tác cái bản nhạc mà TV lấy cái tựa đề đó, đó là cô Lê Hằng Trúc Trúc đó, quý anh chị thấy đó. Rồi đây là tấm hình mà chắc mấy anh chị em đấu tranh thì đều rõ. Đây là cô Trần Thị Nga. Cô Trần Thị Nga là người cũng đấu tranh rất là kiên cường, có hai đứa con nhỏ như thế này và đòi đã đảo Trung Quốc xâm lược. Cổ cầm những cái biểu ngữ như thế, rồi free mẹ nắm là hãy trả tự do cho mẹ nắm. Thì ngày nay cổ bị bắt vào tù bởi vì những cái hành động mà chống chống Tàu Cộng và chống sự bắt giam mẹ nắm. Thì mẹ nắm bị bắt giam là 10 năm tù, cũng có hai đứa con cũng y như là cô Trần Thị Nga, và cô Trần Thị Nga thì bị 9 năm tù và 5 năm quản chế. Thành ra TV muốn để cái hình ảnh của Trần Thị Nga trên cái nhạc hiệu của mình để mình nhớ đến những người tù còn ở trong trại tù cộng sản, nói lên cái tội ác của cộng sản rất là tàn độc. Hai đứa con còn rất là nhỏ mà bắt người mẹ, bắt một cái người mà yêu nước như vậy, chống Trung Quốc xâm lược, đã đảo Trung Quốc xâm lược. Quý anh chị biết rõ mà Trung Quốc xâm lược nó chiếm đảo Gạc Ma, nó chiếm đảo Hoàng Sa, quần đảo, một cái quần đảo gọi là Hoàng Sa của Việt Nam, rồi nó còn chiếm một số đảo ở Trường Sa nữa. Thì trong một số đảo Trường Sa thì có cái đảo mà Gạc Ma đó. Cái đảo Gạc Ma đó là nó có cả những cái video tàu mà nó bắn thẳng vào những cái tàu Việt Nam, rồi nó bắn thẳng vào những người người lính mà hoàn toàn không có vụ mà bắn trả nha. Thành ra TV nói thẳng đây là một cái cuộc thảm sát Gạc Ma, chứ nó chẳng phải là hải chiến, nó chẳng phải là hải chiến Gạc Ma như 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 bọn Việt Cộng nó thường nói. Hoàn toàn nó dùng sai từ, không thể nào là hải chiến Gạc Ma. Hải chiến thì mình phải bắn nhau, mình đánh nhau, chứ hải chiến cái gì mà những người lính mình thấy đó làm bia cho Trung Cộng nó bắn thì làm sao gọi là hải chiến được, thưa quý anh chị em. Bây giờ TV muốn cho quý anh chị em nghe kế tiếp nha. Đó, bây giờ đến cô mẹ nấm. Chúng ta thấy cô mẹ nấm không, cũng có hai đứa con rất là nhỏ, rồi có một người mẹ già nữa, thấy không? Tại sao các anh bỏ người tù những người yêu nước như vậy? Cô mẹ nấm đó, Nguyễn Ngọc Như Như Quỳnh thì cổ yêu cầu là khởi tố Formosa. Không? Cổ là một người công dân yêu nước. Chỉ có những người yêu nước mới có hành động gọi là kêu là khởi tố Formosa, đuổi Formosa ra khỏi đất nước để cho đừng ô nhiễm biển của Việt Nam. Đó là những định hành động yêu nước, và đây là những con người yêu nước, những con người dũng cảm lại bị bắt vào tù mà đến 10 năm tù rồi. Thử thử hỏi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có tội gì hết, thưa quý anh chị em. Cô ta là một người yêu nước mà. Rồi, bây giờ cho quý anh chị em nghe kế tiếp nhé. Đó, tại sao có những cái hình ảnh này, TV muốn nói lên cho quý anh chị em, đây là hình ảnh của Hồ Chí Minh khi còn trẻ. Khi qua Pháp thì Hồ Chí Minh thường là bằng bằng Âu phục nhé. Rất là nhiều hình ảnh chúng ta thấy Hồ Chí Minh bằng Âu phục, là bằng có cái cravat, có cái cà vạt đó, rồi bằng áo veston, rồi
thấy anh còn trẻ như thế này. Rồi quý anh chị thử nghĩ cái Hồ Chí Minh nào mà toàn là bận đồ bốn túi không à? Từ lúc mà ổng lên cầm quyền là năm 1945 cho đến khi mà ổng chết là năm 1969, 21 năm chưa bao giờ TV thấy một cái ông Hồ Chí Minh gọi là biết thắt cà vạt rồi biết bận đồ tay, toàn là bận đồ bốn túi, gọi là đại cán đó, đại cán của Tàu. Bận áo của Tàu không thì làm sao là không phải là người Tàu được. Thành ra sau này đó chúng ta biết rõ Hồ Chí Minh đó lại là thiếu tá tình báo báo của Tàu, tên là Hồ Quang. Và sau này Việt Cộng nó cũng đã thừa nhận trên báo chí là Hồ Quang là Hồ Chí Minh. Thì quý anh chị em sẽ hiểu Hồ Chí Minh là một tên Tàu, nó không phải là, nó không phải có dòng máu Việt Nam đâu. Nó là, chính là nó có dòng máu Tàu, thành ra nó tàn ác với người Việt Nam nhìn như thế. Những cái tàn ác mà TV nói đó là vào mà thời mà năm 1968 đó, khi mà gọi là tổng công kích Mậu Thân đó, Hồ Chí Minh đã ra lệnh những người, những tên Việt Cộng gọi là họ chủ trương là Việt giết Việt. Thành ra họ mới pháo kích vào trường học, họ mới pháo kích vào nhà dân, đúng không? Trong khi đó là lúc đó là tôi TV 256 là một hướng đạo sinh mà, là cỡ khoảng 13-14 tuổi thì TV từng đến biết bao nhiêu nhà mà bị những cái viên đạn pháo kích 122 ly của Việt Cộng. Họ thường thường họ bắn vào buổi sáng sớm không à, cỡ khoảng 5-6 giờ sáng mà chạng vạng sáng đó thì họ bắt đầu họ khai hỏa. Thì khi họ khai hỏa đó thì mà chúng ta nghe còi hụ và đồng bào ở Sài Gòn đó thì phải chui xuống hầm trú ẩn, mỗi nhà đều phải xây hầm trú ẩn ấy đó, là bao cát là không còn nữa luôn đó. Lên giá ùn ụt luôn. Thời đó đó kinh hoàng lắm. Rồi họ sẵn sàng họ pháo kích vào trường học, họ thảy lựu đạn vào rạp hát, họ rồi là đắp mìn đắp mô đó để mà giật xe đò mà, đúng không? Để làm lật xe đò. Cái đó là những cái chủ trương mà giết dân. Thành ra TV nói thẳng là cái chủ trương của Hồ Chí Minh là Việt giết Việt. Chỉ có Việt giết Việt mới là chia cái hai cái đất nước rồi. Rồi để sau này đó bằng mọi giá để mà tiêu diệt cái miền Nam. Trong khi miền Nam được sống tự do sung sướng thì Hồ Chí Minh đem quân qua đường mòn Hồ Chí Minh, rồi Hồ Chí Minh mới thành lập mặt trận giải phóng miền Nam, thấy không? Vào năm 1959 là ngay từ lúc đó rồi, lúc đó là đã bắt đầu cái con đường Hồ Chí Minh. Và cho đến khi mà Cộng sản nó cưỡng chiếm được miền Nam vào tháng 4 năm 1975. Cái tội ác nó kinh hoàng lắm. Không phải là chỉ là pháo kích không, mà còn là chôn sống đồng bào ở Huế. Chôn sống vào khoảng 5-7 ngàn đồng bào ở Huế. Chôn sống có cả trẻ em và phụ nữ, chứ không phải là chỉ là người lính không đâu. Mà nếu mà theo mà tài liệu của anh Huy Đức á, thì lấy của tài liệu Mỹ á, thì cái con số lên tới 9.000 người lắm. Mà thời đó thì TV thấy mỗi lần mà nghe cái nhạc hiệu thì mình thấy được những cái hình ảnh tang thương của người dân Huế, là mình thấy những hình ảnh biết bao nhiêu nấm mộ như vậy mà người ta đào lên thì có những cái dây trói ở trong tay vẫn còn, là chứng tỏ là họ chôn sống, đúng không? Họ chôn sống những đồng bào mà 23 nấm mộ như vậy, 23 nấm mộ chôn tập thể như vậy. Thành ra
nó không phải lần là tội ác của chiến tranh, nó là tội ác gọi là diệt chủng cái người dân Việt Nam. Chứ nếu mà nói tội ác của chiến tranh đó thì giống như là trung úy mà Cali đó, thì khi mà họ giận, họ thấy những người anh em chiến sĩ của họ bị chết và họ giết những người đồng bào của mình tại Mỹ Lai đó, thì cái đó là chiến tranh, cái đó là nổi giận, nhưng mà nó không phải là chủ trương, nó không phải là chính sách. Còn cái của Hồ Chí Minh đó, nó đã hoạch định ra cái chính sách gọi là người Việt giết cái dân Việt. Thành ra đó, nó chỉ thị khi mà Việt Cộng rút quân rồi đó, là chỉ thị tiêu diệt hết tất cả những người Việt Nam, kể cả phụ nữ và trẻ em. Họ không có dẫn theo, họ không có thả, mà họ giết toàn bộ hết. Thì đó là cái chủ trương Việt giết Việt, là cái chủ trương của Hồ Chí Minh. Nó không phải là chỉ là năm 1968. Nếu mà chúng ta nghĩ đến tên Hồ Chí Minh này, chúng ta nghĩ đến cái năm mà cải cách ruộng đất, cũng vậy, cũng chủ trương Việt giết Việt, mà Việt giết Việt, mà giết tất cả những người tài ba của đất nước Việt Nam mình. Thành ra mới có cái chủ trương của Hồ Chí Minh là trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Tất cả những thành phần mà trí thức của dân tộc Việt Nam, những cái thành phần mà giàu có, là những thành phần giỏi, tài giỏi của dân tộc Việt Nam, nó đem ra nó giết hết. Đó là trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Thành ra không thể nào mà lầm lẫn được, nó không phải là con người Việt Nam. Không có thể nào người Việt Nam mà đi giết trí thức của người Việt Nam. Chỉ có thằng Tàu mới giết tất cả những trí thức của người Việt Nam, những người giàu có của người Việt Nam. Đó là cái sự thật, đó là cái thực tế là nó như vậy. Đó là cái chủ trương của thằng Tàu. Thằng Tàu nó đưa ra cái chỉ tiêu là phải giết 5% dân số của người Việt Nam và ở ngoài Bắc. Thì 5% dân số đó thì chúng ta biết được là giờ khoảng đó là ở miền Bắc có khoảng là trên 10 triệu. Thì 5% dân số là khoảng 500.000 người Việt Nam đã bị giết bởi bàn tay của Hồ Chí Minh. Và sau này đó, ổng chỉ chùi nước mắt và ổng coi như là người thế cho ổng đó là Trường Chinh, để mà nhận tội thế cho ổng. Mà Trường Chinh cũng sau này là chủ tịch nước thôi. Cộng sản là như vậy. Chứ Trường Chinh đâu có tội ác gì đâu, thấy không? Đối với Cộng sản, Trường Chinh đâu có tội ác gì đâu. Giết mấy trăm ngàn người thì cũng sống phay phay. Đối với Cộng sản là vậy, vẫn đưa lên làm chủ tịch nước, thấy không? Nó lưu manh như vậy. Cộng sản là cả một cái phường mà lưu manh, mà nói nhiều việc mà trên TV muốn nói lắm. Nhưng mà bữa nay là đề tài nói về tội ác của Nguyễn Phú Trọng, thành ra TV phải vắn tắt sơ qua. Xin lỗi quý anh chị em nha. Đó, mình sẵn đó là mình mê thôi. Đó, cái hình là thiếu tá nè, Major Hồ Chí Minh, Chinese People Liberation Army nè. Thấy không? Đó, thiếu tá Hồ Quang. Ngay cả chúng ta thấy có huy hiệu của cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Thấy không? Có cái chữ Tàu đó, quý anh chị tham thấy không? Có chữ Tàu của tỉnh Phúc Kiến. Rồi bên trái là tên gián điệp giặc Tàu Hồ Quang, mang cờ Tàu Phúc Kiến và Việt Nam làm cờ tổ quốc. Đó, nó rất là đau thương cho cái dân tộc mình. Mà thành ra TV thấy đây là những cái hình ảnh cần thiết để đưa lên cái nhạc hiệu cho channel TV 256 nha. Đó, quý anh chị em thấy những cái láo xược của Đảng Cộng sản không?
họ cho rằng là 65 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, thấy không? Mà rốt cuộc họ lấy những cái hình của người Tàu đấy, xin hứa đây nè, cái hình của người Tàu nè, cái mặt này cũng giống mặt này y chang thôi. Thành ra họ lấy những hình ảnh kỷ niệm 65 năm để sử dụng những hình ảnh của lính giặc Tàu. Thì nói thiệt, câu chuyện này thì TV nghe được qua từ đài Á Châu Tự Do. Á Châu Tự Do, một cái anh phóng viên ảnh mới hỏi rằng là tại sao lấy cái hình của giặc Tàu cho cái anh mà trưởng ban tổ chức hay cái gì đó. Thì ảnh có nhiều cái câu trả lời ngây ngô lắm. Thì ảnh nói là coi như là cái đó là cũng không sao, mà đối với TV thì thấy là có sao chứ, tại sao mình sử dụng cái hình ảnh của người Tàu như vậy mà mình làm một cái quân đội nhân dân như vậy. Rồi sau này chúng ta thấy rõ là cái quân đội nhân dân của Tàu đó với cái quân đội nhân dân của Việt Cộng nó y chang với nhau à, nó cũng bằng đồ giống nhau y chang à, đúng không? Bởi vì sau này nó là người ta bảo đảm luôn là cái đất nước mình đang bị lệ thuộc giặc Tàu đó. Nó là bằng chứng rất là rõ rệt. Thành ra TV mang cái hình ảnh này để trong nhạc hiệu thì quý anh chị em khi mà nhìn thấy thì sẽ hiểu được tại sao có những cái hình ảnh này. Thì ngày hôm nay TV cắt nghĩa thì cũng là đúng thôi. Đó, tất cả những người yêu nước mà chúng ta thấy không? Trong đây có đủ hết tất cả những người mới, mà nhưng mà lẽ dĩ nhiên là TV nghĩ rằng nó bắt cả hàng ngàn người rồi. Việt Cộng nó bắt cả hàng ngàn người, nó bỏ tù về cái tội yêu nước, chứ không phải chỉ có bao nhiêu người đây, phải không? Đừng có nói là chỉ có mấy trăm người, không có đâu. Bác sĩ Hồ Hải nè, rồi anh Hoàng Bình nè, anh Phúc nè, đủ thứ đó. Võ sư Kim nè, rồi anh Nguyễn Viết Dũng nè, Trần Anh Kim nè, nhiều lắm, Ngô Hào nè, Trương Minh Đức nè. Đó, tất cả những người yêu nước đang bị bắt. Tại sao Nguyễn Phú Trọng là người cầm đầu cái đảng Cộng sản bắt tất cả những người yêu nước như vậy? Thì chúng ta có quyền nghĩ lại là những người mà bắt người yêu nước là những người phản quốc. Nó đơn giản vậy thôi. Tất cả những cái đảng Cộng sản, những cái tên mà Cộng sản đang làm việc như đó là những người phản quốc. Nó đơn giản thôi quý anh chị em. Không có gì khó khăn để mà chúng ta không phân biệt được. Chúng ta phải phân biệt được ai là người yêu nước và ai là người phản quốc. Đó, quý anh chị em vừa thấy đó, rõ ràng là cái tượng mà bà mẹ anh hùng nè, đó, một cái tượng bà mẹ anh hùng tới 410 tỷ là 20 triệu USD, có thể xây nhiều trường học và nhiều cây cầu cho người nghèo ở mọi miền đất nước, mà tại sao không xây cầu mà xây những cái tượng bà mẹ anh hùng? Nó gây cả một cái chia rẽ dân tộc. TV nói lên cái bà mẹ anh hùng này là nó gây chia rẽ cả một dân tộc, chứ nó không phải là sung sướng gì. Bà mẹ mà tính chính người con mà bị chết hết trơn, rồi còn bà mẹ mà ở miền Nam.
biết bao nhiêu người mẹ ở miền Nam cũng có con bị chết vậy. Rồi tất cả những bà mẹ miền Nam đó, bà mẹ cũng như lính Việt Nam Cộng Hòa đó, chẳng lẽ những người mẹ mẹ của Việt Nam Cộng Hòa đó không có anh hùng? Tại sao phải xây như vậy? Hả? Xây như vậy nó rất là bất công và nó gây chia rẽ dân tộc. Ngày hôm nay tại sao mà Cộng sản cứ mở miệng ra rằng là hòa hợp hòa giải mà? Tại sao gây xây một cái bức tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng mà không phải là bà mẹ Việt Nam Cộng Hòa? Việt Nam Cộng Hòa cũng là có những bà mẹ anh hùng chứ, phải không? Họ cũng là những người yêu nước thôi. Tất cả những là yêu nước hôm nay là người ta biết rõ Việt Nam Cộng Hòa là những người yêu nước. Bởi vì thế đó, họ nhất định họ không ký vào Hiệp định Geneva. Bác sĩ Trần Văn Độ, đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa, tham dự vào cái Hiệp định Geneva năm 1954, 20 tây tháng 7. Ông là người ôm mặt khóc, chỉ biết khóc thôi, thấy cái đất nước mình bị chia đôi mà mình không làm gì được. Bác hiệp sĩ Trần Văn Độ, nếu mà các bạn mà vào Google bác phải sẵn tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy Trần Văn Độ, bác sĩ Trần Văn Độ là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa tham dự trong hội đàm Geneva. Thì bên đó thì có Phạm Văn Đồng, Chu Ân Lai, thấy không? Tất cả là phải qua cái quyết định của Mao Trạch Đông thôi. Mao Trạch Đông gọi là kêu phải thực hiện một cái cuộc gọi là chia đôi đất nước, thì thằng Pháp thì nó đâu có kè gì, thằng Pháp nó đâu có lo gì, đâu phải có dân tộc của nó đâu. Thành ra nó cũng đồng ý chia đôi ra đất nước của mình. Người dân Việt Nam mình không bao giờ đồng ý mà chia hai lãnh thổ của mình. Nhưng mà Hồ Chí Minh, tại vì nó cầm quyền nó quyết định được. Đó, cái tượng mà quý anh chị em thấy cái tượng Hồ Chí Minh đó, nó cái tượng này thì theo tôi nghĩ đó là nó giá trị lên tới 1.400 tỷ đồng. 1.400 tỷ đồng ở Sơn La đó. Quý anh chị em không biết là biết bao nhiêu tiền của dân rồi mà để mà dựng cái tượng cái tên giặc Tàu Hồ Quang, còn bắt người dân phải nhận giặc làm cha già dân tộc. Nó quá đau thương luôn. Không thể nào mà mình có thể mà mình chấp nhận như vậy được. Một cái tên giặc Tàu mà mình in tiền, bao nhiêu lần đổi tiền cũng đều in một cái hình tên giặc Tàu. Vậy là như thế nào thưa quý anh chị em? Chẳng lẽ nước Việt Nam mình không còn anh hùng dân tộc sao? Mình có Hai Bà Trưng, Quang Trung Lê Lai, Lê Lợi, rồi Lý Thường Kiệt, đủ thứ nhân tài của đất nước Việt á, mà chỉ có một tên Hồ Quang, không biết nó tài giỏi cái gì mà nó toàn là giết đồng bào mình không rồi đi dựng tượng đó. Nó vô lý, nó rất là đau thương cho cái dân tộc Việt Nam mình. Đó, hình ảnh đó, quý anh chị em thấy đó, trẻ em Việt Nam phải đi qua con sông như vậy đó. Tại sao 1.400 tỷ đồng, 70 triệu USD, TV tính là 50 ngàn đồng một cái tỷ hồ đó. Đó. Nếu mà tính mà 63 tỉnh thành thì có hàng trăm tượng đài. Một tỉnh chỉ cần 2 tượng đài thôi là chúng ta, nếu mà chúng ta không xây đó thì chúng ta biết bao nhiêu tiền bạc để mà xây cầu, rồi xây trường học, xây bệnh viện cho dân. Tại sao những người cộng sản không làm những cái điều đó mà cứ tuyên truyền láo khoét về cái tên Hồ Chí Minh? Họ dạy những trẻ em về Hồ Chí Minh là lúc mà mới bắt đầu học mẫu giáo lớp 1 rồi.
cái trường học thê thảm không? Quý anh chị em, cái này có phải là trường học không? TV không bao giờ tin nó là trường học, mà nó là trường học đó, ngay ở đất nước mình. Trường của các em như thế này đây mà các ông nhẫn tâm đi xây tượng đài nghìn tỷ, quá đau thương cho dân tộc mình. Thành ra những bức ảnh này nó sẽ nói lên cái sự thật, sự thật là cái đất nước mình nó đau khổ như thế nào. Rồi, cái này TV thấy cũng quan trọng, thành ra TV bỏ vô trong cái channel của mình. Ồ, cái channel là cái kênh ha. Mai mốt TV dùng cái kênh đó để cho TV, quý anh chị em biết là kênh ha. Thì cái kênh TV 256 á, cái phần này TV cần phải đọc cho quý anh chị em. Hãy nghĩ chính mình xem có bị nhồi sọ không. Thứ nhất, có phải khi còn nhỏ đã dạy Hồ Chí Minh là thần tượng? Lúc mà còn nhỏ mà các bạn đó, các bạn còn nhỏ mà các bạn bị dạy rằng là Hồ Chí Minh là thần tượng đó, thì qua mà cái cuộc mà đổi theo cái chữ tiếng Việt của Bùi Hiền đó, thì TV 26 mới biết được rằng là ngay cái trang đầu tiên của cái đánh vần mà tiếng Việt đó, thì đã thấy nó để là cái gì thép tháp 10 đẹp bằng sen gì đó, rồi có tên Hồ Chí Minh nữa. Đại khái nó đã dạy từ lúc còn nhỏ, nó đã dạy Hồ Chí Minh rồi, hiểu không? Rồi bây giờ đến câu thứ hai đó, có phải đọc báo chí, nghe đài, xem TV của đảng? Xem TV rồi toàn là của đảng không thôi, thì chúng ta thấy rằng là coi chừng bị đầu độc đó. Tại vì những cái báo đài, TV, truyền thông đồ của đảng không, thì mình đâu có thấy được ở ngoài đâu. Mình đọc những điều một chiều, thành ra mình sẽ bị quen thuộc. Rồi những cái điều mà tuyên truyền láo khác nó trở thành sự thật. Có phải ra ngoài sẽ gặp hàng triệu biểu ngữ từ Bắc xuống Nam không? Sự thật TV cũng đi khắp từ Nam xuống Bắc. TV thấy biểu ngữ không thể tưởng tượng luôn. Nó treo đầy hết. Nhất là khi mà TV ra ngoài Trung á. Ra ngoài Trung đó là kinh hoàng lắm. Biểu ngữ kinh hoàng luôn. Tất cả nước ta đều là biểu ngữ không. Mà nếu mà TV so sánh TV ở bên sống bên Mỹ Mỹ đó, TV 256 chưa từng thấy một cái biểu ngữ nào mà ở bên Mỹ. Mỹ nó có những cái biểu ngữ quảng cáo thôi, nó quảng cáo cho company rồi nó phải chi tiền ra thôi, còn chưa có thấy một cái biểu ngữ nào mà để mà ủng hộ chính phủ đó. Chưa bao giờ thấy đó. Đi khắp nơi không có thấy biểu ngữ đâu, không có thấy panel gì hết đó. Rồi thứ tư, có phải vào trường đều được dạy chính trị Mác Lê rồi được mời vào đoàn, vào đảng đó, thấy không? Rồi sau này TV biết được nhiều cái điều như vậy, nó mới thành lập cái gọi là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đó, vào đoàn đó. Tất cả nó xuống đường nó mang cờ đỏ là nó có do cái chỉ thị của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôi, chứ sự thật là dân không có thích cái cờ máu đó đâu. Dân biết rõ đó là cờ phúc kiến thì không có ai mà thích hết á, không có ai công nhận nó là cờ tổ quốc hết á. Rồi điều thứ năm, có phải đi đâu cũng gặp tượng đài chế độ tuyên truyền? Cái đó mình nói rồi. Thì thứ sáu, có phải mỗi ngày đều bị buộc phải nghe cái loa phường, loa xã, loa huyện, loa thành phố, loa tỉnh? Suốt ngày cứ nghe ba cái loa, đi ra đường là nghe loa. Thử hỏi là quý anh chị, nói là quý anh chị không có bị nhồi sọ hả? Đừng có ỷ y như vậy. Hãy trách lại coi, chỉ cần dính một trong sáu cái này thì phải tự mình hiểu mình đã là một người máy robot.
để bảo vệ cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó sẽ hiểu rằng chính bạn đã bị nhồi sọ hàng chục năm qua. Chẳng ai muốn tranh cãi với những hạng robot. Nếu bạn can đảm trả lời không với 6 câu hỏi trên, tôi sẽ sẵn lòng tranh luận với bạn. Đó, TV nói như vậy đó. TV sẵn sàng tranh luận với các bạn, thật tình đó. Nhưng mà TV không muốn tranh luận với cái hạng mà robot, người máy robot đó, thì người Bắc gọi là robot. Thì mình làm sao mình tranh luận với người máy được? Tại vì họ thiếu tin tức, rồi họ tuyên truyền, họ nghe một chiều, họ không có cái tư duy, gần như không biết cái sử dụng cái sự mà cái tư duy để mà coi rằng là cái chuyện đó có hay không. Họ không bao giờ sử dụng cái tư duy của họ. Họ trở thành những người máy. Mà hãy nghe ai chống Hồ Chí Minh là họ tự động họ phản bác liền, và họ chụp mũ mình là phản động. Đại khái họ chỉ hiểu như vậy thôi. Con người cộng sản làm sao mà mình có thể tranh luận được? Và mở miệng ra là họ chỉ thề thôi. Họ chỉ thề kinh hoàng luôn. Đó, thì TV muốn chia sẻ điều đó. Lên, lên. Đó, quý anh chị em thấy nè. Tại sao nó làm cái gì cũng sụp đổ hết trơn á. Nó làm cái gì cũng rút ruột công trình hết á. Cái gì cũng sụp đổ đến nỗi mà cái này nó dễ còn hơn cái gì nữa. Một cái cổng chào thôi mà nó làm cũng bị sụp đổ nữa. Nó làm không có ra trò trống gì hết á. Ở Sài Gòn đó mà mấy chục năm rồi vẫn gặp với Lục thôi. Nó ngu lắm. Mình biết là không phải nó ngu, nhưng mà nó kiếm tiền thôi. Tại vì nó xây dựng để nó được kiếm tiền thôi. Nó xây cái nhiều đường này nè, nó cứ xây lên cao cao lên, người dân trở thành bị hứng hết, ngập lụt. Ở Sài Gòn bây giờ nhiều người ngay giống như là ở dưới hố, dưới hầm, còn mặt đường thì nó trên cao hơn cách mấy mét vậy đó. Đó, nó làm cho khổ dân như vậy đó, mà nó không biết rằng là phải thoát nước như thế nào để mà cho Sài Gòn khỏi có ngập lụt. Thì xưa mình ở Sài Gòn đâu có ngập lụt như thế được, hoàn toàn không có. Giỏi lắm là đến cái ống chân là cao rồi, nửa cái ống chân là cao rồi. Nó ngập lụt cái gì nó rác rưởi, có thể là nó bị chặn cái ống cống rồi. Mình TV 256 thời đó cũng hay vét cống lắm. Mình với ông nội mình thì thấy mà trời mưa đó là tự động đi vét cống nè, đi vét cống đằng cho cả xóm không có bị ngập lụt đó. Mình chả có cần ai phải trả tiền mình hết đó. Mình tự động mình làm thôi. Rồi. Ồ, bây giờ đó thì TV mới thì nhận được cái tin mà hàng trăm hàng ngàn trẻ em bị ngộ độc tại trường Đinh Tiên Hoàng ở tỉnh Ninh Bình, thưa anh quý anh chị em. Nói thiệt thì khi mà đọc cái bản tin đó và nhìn thấy hình ảnh đó, nói thật TV muốn khóc luôn vậy đó. Thành ra sẵn đây TV cho quý anh chị nghe. Gần như hết các cháu ở lớp 1, lớp 2 ở trường mầm non, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình. Biết được tiếng rồi, các cháu chuyển vào bệnh viện mầm non, nên người ta cứu rất nhiều. Ngày tình cờ đi vào đây cho con đi khám gặp. Không biết bao nhiêu đâu. La liệt luôn. Nó lên rồi là TV nhìn thấy mà có người như vậy, TV nghĩ nó lên tới cả hàng ngàn người, không phải hàng trăm đâu. Tại vì tất cả những học sinh mà từ lớp 1 đến lớp 5
lớp 1 đến lớp 5 á, nó nhiều khủng khiếp lắm, chứ nó không phải là như đó đâu. Mà xe thì cứ chở đến hoài thôi. Mà học sinh thì bị ối mửa, không biết ăn cái gì mà trúng thực mà bị ối mửa hết. Thành ra mình hiện tại là mình chỉ biết cầu nguyện thôi. Mình cầu nguyện cho các trẻ em Việt Nam được bình an. Hiểu không? Mà thử hỏi á, quý anh chị em thử hỏi coi, nếu mà mình không lên tiếng thì ai phải lên tiếng? Ai sẽ lên tiếng đây? Từ tất cả các thực phẩm đều sử dụng hóa chất hết. Từ con tôm, đúng không? Từ con tôm, con heo, con bò, con gà, con vịt, từ tất cả những trái cây đều gọi là dùng hóa chất để mà bảo quản. Mà hóa chất từ bên tàu nó đưa qua thì làm sao mà không đọc được. Thành ra đó, TV vừa nghe mà những cái tin gọi là hàng trăm ngàn người, mấy trăm ngàn người phải đang bị, mấy trăm ngàn người gọi là mắc bệnh gọi là ung thư. Thử hỏi một ngày thì có khoảng mấy trăm người chết vì bệnh ung thư, một cả nước như vậy. Mình nghĩ mình sống nổi không? Mà không có ai mà có thể giải quyết được. Trong cái xã hội cộng sản không thể giải quyết được những cái vấn đề như vậy. Thành ra đó, người dân mình mà không lên tiếng thì cái xã hội mình tiêu, trước sau cũng tiêu, trước sau rồi cũng tiêu, rồi giặc tàu nó sẽ xâm chiếm cái đất nước mình. Đó là cái viễn cảnh đó mà mình thấy. Nó ghê lắm. Coi cái phần này mình thấy nó kinh hoàng lắm. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng thành phố Ninh Bình từ lớp 1 đến lớp 5 là bị ngộ độc thức ăn đang nguy hiểm lắm. Cấp cứu ở dưới phòng. Cái video này nó cũng dài lắm mà TV thấy bây giờ nó đã 43 phút rồi, 43 phút vừa qua rồi mà TV không ngờ nó thời gian nó đi nhanh quá ha. Mong là quý anh chị thông cảm cho TV dừng lại cái video này. Bây giờ TV phải trở sang cái vấn đề mà nói về cái đề tài là tội ác của Nguyễn Phú Trọng đối với dân tộc Việt Nam nha. Thành ra TV sẽ chia sẻ cái đề tài này cho quý anh chị em. Trước hết đó thì TV muốn chia sẻ một chút xíu về cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng. Nó có thể là tin đồn, nó có thể là sự thật. Ở trong cái thế giới cộng sản, người ta hay giấu nhẹm tất cả những cái gì mà sự thật đó. Tất cả sự thật hay bị giấu nhẹm lắm. Thành ra nói thiệt, mình cũng không biết là có đúng hay không. Thì người ta nói rằng là họ đem những cái video cũ của ông Trần Đại Quang, là có sự hiện diện của ông Nguyễn Phú Trọng. Còn mấy cái video mà ở bên đám tang của ông Đỗ Mười á, thì hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng. TV đã từng xem cả hai loại video hết á. Thành ra mình không biết cái sự việc nó như thế nào. Tại vì nó lấy cái video này nó chiếu qua bên, nó nói ghép qua bên video kia. Thành ra mà chúng ta thấy nó
Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng nó ổng là trưởng ban tang lễ của ông Trần Đại Quang, mà tại sao bên Đỗ Mười đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại là trưởng ban tang lễ ở gia đình ông Đỗ Mười? Kỳ lạ vậy. Ai là người cầm đầu cái đất nước này, phải không? Thì mình thấy đó là một cái gì mà nó lạ. Và mình dòm thấy cái phim ảnh đó, thì mình hoàn toàn mình không thấy Nguyễn Phú Trọng đâu hết, nhưng mà mình vẫn thấy có nhiều nguồn tin nói là ông Nguyễn Phú Trọng còn sống. Thì cái đó mình từ từ mình đợi 1-2 ngày nữa đi, nhưng mà mình vẫn tin rằng là thầy mà Thích Thông Lai đó, thầy Thích Thông Lai đưa cái tin là Nguyễn Phú Trọng chết, thì mình vẫn tin điều đó. Thành ra mình chúng đợi 1-2 ngày để mình coi coi có cái kiểm chứng như thế nào. Chứ giờ này mình cũng chưa tin đâu. Mình chưa tin là ổng còn sống, và mình cũng chưa tin là ổng đã chết nữa. Nói sự thật, đối với Cộng sản nhiều khi cái vấn đề mà nó toàn là sai sự thật đó. Giống như ngày chết của ông Hồ Chí Minh đó. Ông chết ngày 2 tháng 9 mà nó kéo qua tới ngày 3 tháng 9, nó nói ông chết ngày 3 tháng 9. Đại khái là vì Cộng sản là chuyên môn là dối gạt người dân. Rồi, bây giờ TV bắt đầu cái đề tài Nguyễn Phú Trọng. Thì nói ngay thì TV làm nhiều cái hình ảnh đó, thành ra nó sẽ nhắc nhở TV sẽ nói về cái vấn đề gì. Thành ra bây giờ TV muốn lật sang một cái hình ảnh khác. Hình ảnh này thì nói rồi. Đúng rồi, nói hồi nãy nói vào đầu rồi ha. Thì bây giờ để coi, đi bước tới hình ảnh khác. Đó, đây là trọng bất nhất và mâu thuẫn về việc mà chống tham nhũng đó, thưa quý anh chị em. Khi mà ông bất nhất, tại sao nói là ông bất nhất? Tại vì Nguyễn Phú Trọng đó ta tuyên bố rằng bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai mà kiểm soát ông được. Đại khái là ông nói cái câu nói đó vào ngày 10 tháng 5 2015, mà cái tờ báo mà VTC News nó nói cái điều đó, nó viết cái điều đó. Thành ra có ngày có tháng hết. Chính là ông chống đối cái việc mà vừa làm bí thư vừa làm chủ tịch, nếu to quá thì không có ai kiểm soát được. Thì ngày nay đó, ông làm vừa tổng bí thư mà vừa là chủ tịch nước nữa. Nó lớn vô cùng lắm. Nó không phải là chỉ là bí thư với kiêm chủ tịch không, giống như mấy ông quan tỉnh đâu. Bây giờ là ông quan cả nước. Cái đó mới chức vụ, mới kinh hoàng, mới lớn hơn nhiều lắm. Thành ra mình phải nói là Nguyễn Phú Trọng bất nhất, là ông nói đi nói lại, thấy không? Ông nói đi nói lại là Nguyễn Phú Trọng. Rồi sau đó là TV nói về cái mâu thuẫn là ông chống tham nhũng. Thì ông chống tham nhũng đó, thì để TV đưa qua cái hình ảnh khác nha. Cái hình ảnh này thì nó chưa nói, thấy cái hình ảnh khác nó nói thế nào. Bây giờ đó, chút xíu nữa TV trở lại cái vấn đề tham nhũng. Tại sao TV nói rằng là ông bất nhất trong cái vấn đề tham nhũng nữa. Ông sự thật, ông đâu có chống tham nhũng gì đâu. Ông nghĩ hạ dây cánh mấy cái dây cánh khác thôi, giống như Trịnh Xuân Thanh này nè. Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tại Việt Nam gần một năm kể từ ngày 16 tới tháng 9 2016, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam là PVC. Đó, bây giờ đó, gần một năm sau á, thì Bộ Công an cho biết vào ngày 31 tới tháng 7
bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, kết thúc hơn 30 ngày trốn chạy. Quý anh chị em thấy không? Nó lừa dối đồng bào, báo chí nó coi nó lừa dối dân một cách rồi là tự nhiên như vậy. Nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, rồi nó chích thuốc Trịnh Xuân Thanh, rồi nó trói Trịnh Xuân Thanh lại, rồi nó chở lên phi cơ, rồi nó bay về Việt Nam. Rồi nó hô là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, kết thúc hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn. Cộng sản là chuyên môn là lừa bịp người dân như vậy đó. Đây là cái bằng chứng rõ ràng chứ còn gì nữa. Phải không? Báo Dân Trí nè, báo Dân Trí trong nước nè, chứ đâu phải là TV bừa chuyện ra. Báo Trang Dân Trí vào ngày thứ hai 31 tháng 7 2017. Mà báo Dân Trí này đó, nó nói xạo như vậy đó, thì làm sao mà quý anh chị em ở trong nước mà không bị nhiễm cái đầu độc của cộng sản được. Cách gì các anh chị em cũng bị nhiễm nè, tại vì các anh chị em phải sống hàng chục năm trong cái chế độ đó. Các anh bị nhiễm độc hết, nhiễm độc vì những cái tin xảo trá của cộng sản, của mấy thằng Việt Cộng, mấy thằng cầm quyền đó. Nguyện Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú mà chẳng phải là đầu thú, bị bắt từ bên Đức đem về Việt Nam, và mình biết nó tác hại ghê gớm lắm. Mà khi mà một tổng bí thư mà hành xử như vậy đó, nó gọi là khủng bố đó. Cả thế giới người ta gọi Nguyễn Phú Trọng là khủng bố. Một tên khủng bố như vậy đó mà bây giờ làm chủ tịch nước, vừa làm tổng bí thư vừa làm chủ tịch nước đó, quý anh chị em vẫn gọi là không dám lên tiếng, không dám biểu tình phản đối, thì đất nước mày nó mất thiệt tình đó. Tại sao TV nói Nguyễn Phú Trọng là thủ phạm trong cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Nguyễn Phú Trọng chủ mưu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đó là sự thật. Tổng bí thư nè, lời tuyên bố của tổng bí thư vào ngày 6 tháng 12 2016, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh. Có thể mình dịch ra là đại khái là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, phải bắt cho được Trịnh Xuân Thanh. Đó là tuyên bố của một ông tổng bí thư. Xin lỗi quý anh chị, TV muốn uống chút xíu nước nha. Nãy giờ nói 53 phút rồi, tự nhiên nó cũng hơi khát nước. Đây là cái bằng chứng chứ không gì hết đó. Một cái người mà cầm quyền mà sắc máu như vậy, bắt tất cả những người yêu nước như vậy, thì không có lạ gì đó. Đối với TV 256 đó, cái tên Nguyễn Phú Trọng này là một cái tên khủng bố. Khủng bố mới ra cái chỉ thị cho Tô Lâm, rồi Tô Lâm rồi mới qua cái tướng Đường Minh Hưng để mà bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh. Thành ra cái đường dây mà Đường Minh Hưng, rồi bây giờ Tô Lâm đã bị quốc tế truy nã, thì chắc chắn là đến cái truy nã sau cùng đó là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chắc chắn 100% điều đó, không có tránh gì được hết. Tô Lâm cũng phải làm theo chỉ thị của Nguyễn Phú Trọng thôi. Tại vì tổng bí thư mà đã nói bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh rồi, thì Nguyễn Phú Trọng là chủ mưu đó, thưa quý anh chị em. Những cái bài báo mà cũ như thế này đó, nó là cái bằng chứng để mà kết tội tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một cái người mà phạm cái tội mà khủng bố, một cái người mà phạm tội tày đình để mà cái hợp tác thương mại giữa Âu Châu và Việt Nam 45 tỷ đô la
biến mất khỏi tầm tay. Hợp tác với thương mại, nó buôn bán trao đổi với nhau, mà bây giờ cộng đồng Âu Châu rồi là không thích chơi với thằng Việt Cộng nữa. Bắt là anh phải có nhân quyền, bắt anh phải đừng có những cái hành động mà khủng bố đối với những người quốc gia trong cái khối Âu Châu như vậy. Mà Đức là một cái quốc gia rồi là nặng ký của khối Âu Châu, Đức là một quốc gia cầm đầu á trong cái khối Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu đó, chứ không phải vừa. Thành ra người ta dùng cái đồng tiền euro. Bây giờ tôi muốn bước sang một cái trang khác nữa. Rồi à, Trọng biện minh cho quốc nạn tham nhũng thì không bao giờ diệt được tham nhũng. Sự thật nó là vậy. Đây là cái lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó biện chứng với cử tri ở Hoàng Kiếm về tham nhũng Hà Nội ngày 7 tháng 12 2013. Trọng nói rằng là đến Đường Tăng, Đường Tăng là thầy mà Tam Tạng đó, trong mà Tây Du Ký mà có con khỉ rồi, con khỉ rồi Sa Tăng rồi Trư Bát Giới rồi, Trư Bát Giới rồi đó. Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ ha. Thành ra đó các anh cứ hối lộ tự nhiên đi, không sao đâu. Cái đó là sự biện luận của Nguyễn Phú Trọng như vậy đó. Đến mà Đường Tăng mà cũng lấy kinh mà cũng phải hối lộ, mà thành ra cái chuyện hối lộ nó rất là bình thường. Nhưng mà nó rất là ngụy biện, tại vì quốc nạn ở Việt Nam nó gọi là tham nhũng rồi. Tham nhũng nó là quốc nạn rồi, nó khác với biết bao nhiêu quốc gia khác. Tại sao quốc gia khác người ta không có quốc nạn tham nhũng, mà tại sao Việt Nam là mình thấy tham nhũng đầy đường hết? Từ một thằng lính quèn đến một cái ông tổng bí thư. Ông tổng bí thư đâu có trả lời được hai căn nhà mà đứng tên của ông ở Siputra. Rồi còn tượng vàng 50 kg mà ông Trịnh Xuân Thanh ông đã tố ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cái vụ hai căn nhà Siputra thành ra đó, mà chính ổng, TV hôm nay TV chứng minh chính ổng là một tên tham nhũng. Chính ổng là một tên tham nhũng đó, thưa quý anh chị em. Chút xíu nữa TV chứng minh liền bây giờ. Đó, Tổng Bí thư nói nè, lời của Tổng Bí thư nói vào ngày 17 tháng 10 2016 nè. Tổng Bí thư nói là chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Câu nói nó đơn giản và ai cũng hiểu hết. Thì chính là ông Nguyễn Phú Trọng nó tự xác nhận rằng chính ông cũng là một tên trùm tham nhũng. Tại vì ông đứng Tổng Bí thư, thành ra ông trùm tham nhũng là đúng rồi. Thành ra chẳng lẽ ông tự đánh ông à? Một câu nói nó rất là sơ hở, một câu nói nó tự động xác nhận mình là một tên trùm tham nhũng. TV không có xuyên tạc gì, người ta phải hiểu thẳng như vậy. Mà chống tham nhũng mà nói rất khó vì ta tự đánh ta. Ta tự đánh ta là ai? Thì ổng tự đánh vào ổng đó. Thì ổng làm sao mà ổng chống được, trong khi ổng bàn tay ổng cũng dính chàm. Không? Bàn tay ông cũng nhúng chàm, ông cũng tham nhũng như vậy, làm sao mà đánh được? TV mong là quý anh chị em vào Google search lại đi, những cái căn nhà của Nguyễn Phú Trọng mà khi xưa đó, nó có ở trong đó, cái khu mà Siputra cũng gì đó, là có hai căn nhà của Nguyễn Phú Trọng đó. Không biết là ổng tiền đâu ổng có mà để ổng có hai căn nhà đó. Nếu mà một cán bộ mà không tham nhũng, nó không thể nào mà có tiền được. Với một cái lương chính thức của ổng thì nó rất là rẻ, biết không? Lương chính thức của ổng nhiều khi một tháng chỉ có mấy trăm đô la thôi. Chưa có qua 1.000 đô la thôi, làm sao mà xây được những cái căn nhà mà to lớn như vậy. Thành ra cái câu này là bằng chứng, chứng minh rằng ông ta là một tay tham nhũng. Cái
câu nó rõ nghĩa như vậy. Tổng bí thư nói nè, diệt chuột đừng để vỡ bình. Đó, quý anh chị em thấy không? Cái bình này nó tượng trưng là, cho là Đảng Cộng sản. Người dân người ta vẽ những bức tranh hí họa như vậy. Và ổng chính là con chuột tham nhũng. Con chuột tham nhũng đứng ở đằng sau cái bình, làm cái bình, làm cái bình phong. Thành ra làm sao mà chọi ổng được. Con chuột mà nó đứng nó dưới sau cái bình, không thể nào mà anh đánh chuột được đấy. Anh muốn đánh chuột là anh phải làm vỡ cái bình thôi. Cách chi mà nó né núp sau cái bình thôi, chịu đó. Và bình với chuột cũng y như nhau thôi, thấy không? Đây là cái đỏ là cộng sản này, có ngôi sao đây nè, nó tượng trưng cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó nói ôm chuột vào lòng anh em rồi là kháng khích với nhau mà. Thành ra đâu có thể nào mà đánh được, đúng không? Diệt chuột đừng để vỡ bình, một câu nói rất là khôi hài. Mà chuột cũng là ảnh, mà bình cũng là ảnh luôn, đúng không? Mà chuột trọng là chuột đầu đàn á. Đảng Cộng sản chính là cái bình chứa chuột á, đúng không? Bởi vì người ta dè dẻ hí họa, nó là cũng nói lên cái thực trạng của cái đất nước này, đúng không? Không thể tưởng tượng được. Đó là tội ác của Nguyễn Phú Trọng. Tội ác của ổng đó. Ổng không có thật tâm mà chống tham nhũng như mình nói đâu. Đó, đây là cũng lời nói của Nguyễn Phú Trọng mà TV muốn nhắc lại quý anh chị em. Nguyễn Phú Trọng vào ngày 24 tháng 10 2013 nè, ổng nói đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Là hết cái thế kỷ này là vào năm 3000 đó. Năm 3000 đó. Ủa? Là 2100 chứ không phải năm 3000, xin lỗi quý anh chị em. Là vào năm 2100, là 100 là một thế kỷ chứ không phải một thiên kỷ. 2100 á, năm 2100 thì không biết Việt Nam á, có đạt được cái xã hội hoàn thiện, chủ nghĩa xã hội mà hoàn thiện. Ông cũng không biết nữa. Ông không biết nó sẽ tiến đến đâu nữa. Vì mà ông bắt toàn dân phải đi theo cái xã hội chủ nghĩa. Thành ra ông mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Thành ra TV mới viết lên cái hàng chữ là đau thương cho cả một dân tộc. Một cái dân tộc gọi là cần mẫn, gọi là chịu khó làm việc, và một dân tộc rất là thông minh, nhưng là bị cai trị bởi một tên mù. Một tên mù độc ác là tên Nguyễn Phú Trọng. Nó mù cái lương tâm, nó mù cái trí óc rồi, nhưng mà nó không phải là con mù cái con mắt đâu, nhưng mà theo hình vẽ là nó là như vậy. Nhưng mà sự thật là nó mù cái lương tâm. Nó không thấy được cái xã hội mà tốt đẹp của các quốc gia tư bản. Nó không thấy được cái sự sung sướng của người dân ở trong các nước đó. Khi mà mình thấy rồi á, thì mình mới biết được cái chủ nghĩa cộng sản nó tồi tệ đến mức nào, nó làm đau khổ cho cả một dân tộc như thế nào. Thành ra TV nói nè, Trọng chống lại cả thế giới để đưa toàn dân đi theo một xã hội chủ nghĩa nghèo đói, đạo đức suy sụp, không có lối thoát. Nếu mà không thay đổi, không bao giờ có lối thoát. Yeah, TV xin quý anh chị em bước qua một cái trang khác. Nguyễn Phú Trọng đang đi ngược lại trào lưu phát triển của nhân loại. Thành ra đó, chính Nguyễn Phú Trọng mà phát biểu như thế này thì quý anh chị em thấy không hiểu nổi luôn. Trong buổi làm việc với tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 25 tây tháng 2, để coi năm nào, năm 2013, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng những ý kiến đòi bỏ
điều 4 hiến pháp. Đúng rồi, 2013 là lúc mà đòi thay đổi cái bản hiến pháp á, thì ông cho rằng ý kiến mà đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đây là những giá trị tốt đẹp của các quốc gia tư bản. Thì ba cái điều này, bốn cái điều này luôn, phi chính trị hóa quân đội, các quốc gia tư bản là không có chính trị hóa quân đội. Bốn cái điều này ổng coi như là ổng nói là suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Kể cả việc đi khiếu kiện nha, biểu tình nữa, ký đơn tập thể nữa, có thể bị quy là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Coi ổng nói chuyện như vậy nó ngang tàn. Những điều tốt đẹp của cái xã hội tư bản thì bị ổng đạp ở dưới chân. Mà ổng không biết rằng là nước Nga đã xóa sổ cái chủ nghĩa cộng sản. Cờ Liên Xô vứt vào sọt rác rồi. Cờ búa liềm của Nga cũng vứt vào sọt rác rồi. Hiện giờ đó thì đảng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn sử dụng cái lá cờ búa liềm của Nga, chứ chẳng phải là của Đảng Cộng sản Việt Nam nó tạo ra nữa. Bởi vì nó toàn là ăn cái đồ thừa của người ta để lại, mà người ta đã bỏ sọt rác rồi mà nó vẫn tiếp tục như vậy, nó tiếp tục sống hàng như vậy. Hãy cờ nước đó là cờ của tỉnh Phúc Kiến, còn cờ đảng thì cờ của Liên Xô, cờ đảng thì cờ của Nga. Nga hay Liên Xô nó cũng là một thôi. Thì Nga nó làm chủ Liên Xô lúc đó thì người ta dùng cái cờ búa liềm. Mà lại ổng lại đi ngược. Thử hỏi đó, điều 4 hiến pháp đó, nó đi ngược lại với văn minh của nhân loại rồi, nó gây ra cái sự bất bình đẳng rồi. Tại sao điều 4 hiến pháp là chỉ có Đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo thôi, còn biết bao nhiêu đảng khác không có được quyền lãnh đạo, thì nó đã bất bình đẳng rồi. Một cái điều luật mà nó gây sự bất bình đẳng như thế thì cả một cái hiến pháp đó phải vứt vào sọt rác thôi. Thành ra điều 4 nó đã coi như nó xé toạc cái bản hiến pháp rồi. Hiến pháp là người ta đặt ra những luật pháp để tạo cái sự công bằng bình đẳng. Chứ mà hiến pháp mà không có công bằng bình đẳng thì luật pháp nó vứt đi rồi. Phải không? Đòi đa nguyên đa đảng cũng không được nữa. Họ muốn chỉ có một đảng thôi. Một đảng, bây giờ đảng nó tệ cách mấy đi nữa cũng phải chấp nhận nó. Giống như mình ăn một bát phở mà mình đi lại cái tiệm phở, chỉ có một tiệm phở à, thì làm sao mình biết cái phở nào ngon. Thành ra khi mà nó độc quyền rồi, nó muốn làm gì làm à, thấy không? Độc quyền nó muốn làm gì làm thôi. Rồi thành ra nó đâu có làm ngon cho mình ăn được. Thành ra hễ nào độc quyền là nó dở. Thành ra mình muốn mà được một cái sản phẩm tốt đẹp, hoặc là một cái tô phở ngon, thì mình phải có cái sự cạnh tranh. Và người này phải làm hơn người khác thì có cái sự cạnh tranh, là người dân muốn hưởng được cái phúc lợi đó. Còn tam quyền phân lập, thằng Việt Cộng nó cũng có tam quyền phân lập, mà nói thiệt nó cũng có tam quyền nhưng mà không có phân lập. Nguyễn Phú Trọng nó nói là chỉ là đảng là chỉ huy hết. Đâu có phân lập mà mỗi cái bên đều có quyền hành rồi là chuyên biệt đâu. Đó, bây giờ đến cái tính chất mà TV nói là tính chất mà kỳ thị của Nguyễn Phú Trọng.
cái câu mà mình thấy nghe hoài thôi. Tổng bí thư phải là người miền Bắc, phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực. Thấy không? Một câu nói mang đầy tính chất kỳ thị vùng miền của Tổng bí thư. Mà cũng nhờ thế đó Nguyễn Phú Trọng trở thành ứng viên duy nhất cho nhiệm kỳ 2 2016-2020. Mà nói thật ấy, ông đã quá đát rồi. Ông đã hứa danh dự rồi, ông đã hứa danh dự là ông chỉ làm tổng bí thư 2 năm nữa thôi, là 2018 thôi. Mà đầu 2018 là ông phải từ chức rồi. Thấy không? TV nghe rõ mà. TV 256 nghe rất rõ là ông nói ông chỉ làm nửa nhiệm kỳ thôi. Quý anh chị em nhớ nha. Làm nửa nhiệm kỳ mà bây giờ nó bước sang cái nhiệm kỳ thứ ba rồi. Thành ra cộng sản cũng không tin được đó. Toàn là thứ lưu manh không à. Thứ lưu manh nó đặt cái quyền lợi của nó lên trên được quyền lợi của đất nước, của tổ quốc. Thành ra nó làm hại cái thiệt hại kinh tế của Việt Nam biết bao nhiêu. Đúng không? Đâu có làm trò trống gì đâu, toàn là bán những cái sản phẩm sống không, những phản sống Mỹ nó gọi là raw material, đó là sản phẩm mà chưa có thành phẩm. Rồi bây giờ đất nước tan hoang hết, mất thì giờ nhiều quá rồi, bây giờ phải đi nhanh chút xíu. Ủa cái này có rồi, bằng chứng rồi, được rồi. Thì TV nghĩ rằng là nãy giờ nó nhiều quá, mình không thể nào mình kể hết được cái tội ác của Nguyễn Phú Trọng hết á. Cái tội ác nó kinh hoàng lắm, nó đủ thứ chuyện đó mà mình muốn nói đó. Bây giờ mình kể đến 1-2 tiếng nữa chắc là mình cũng khan tiếng mà chịu không nổi luôn thôi. Nó quá nhiều điều để mình kể một cái tên mà Việt Cộng mà nó tội ác như thế này. Thành ra TV nghĩ là chắc là cũng tạm đủ rồi. 1 giờ 12 phút rồi. Thành ra TV xin dừng lại buổi nói chuyện hôm nay nha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.